Mặt trời ló dạng, chiếu ánh nắng khắp cả cánh đồng. Người chăn cừu đứng canh và trông nom đàn cừu vẫn đang tha thần của mình. Đây là một buổi sáng tuyệt đẹp. Đàn cừu lặng yên, ngoan ngoãn và chú chó chăn cừu trung thành bên cạnh. Nhưng lúc này, người chăn cừu lại cảm thấy lo lắng. Anh ta khá chắc rằng đã lạc mất đâu vài con cừu. Anh ta lang thang dọc cánh đồng để đếm từng con cừu một. Nhưng dù là đếm đi đếm lại bao nhiêu lần thì anh ta vẫn không nhận được con số chính xác. Rõ ràng là đã có 5 con cừu mất tích rồi. Sao lại thế được cơ chứ? Qua nhiều thế hệ, gia đình của anh ta đã sống bằng nghề chăn cừu. Kế sinh nhai của họ đến từ việc cắt, bán và xe sợi lên lông cừu. Họ không thể lạc mất bất cứ con cừu nào. Điều này không chỉ trực tiếp ảnh hưởng đến nguồn kinh tế chính, mà cừu còn là nguồn thực phẩm trực tiếp của gia đình này nữa. Nhưng thậm chí còn tệ hơn, khi người chăn cừu bắt đầu nghĩ về lòng kiêu hãnh của mình, anh ta thích việc nghĩ về mình là một người chăn cừu giỏi giang và chu đáo đến thế nào với đàn cừu của mình. Việc đánh mất dù chỉ là một con cừu thôi, cũng là thể hiện cho sự thất trách trong nhiệm vụ. Nghĩ từ đây thôi đã khiến anh ta không thể chịu đựng nổi. Anh ta biết rõ ràng rằng mình sẽ gặp rắc rối to nếu về trang trại với đàn cừu thiếu mất 5 con này. Bài thuyết giáo của cha anh ta đã bắt đầu làng vàng trong đầu. Anh ta sẽ phải lắng nghe nó. Đó là nếu như anh ta may mắn, một con cừu bị mất tích thì còn có thể được tha thứ. Nhưng tận 5 con ư? Chắc chắn anh ta phải may mắn lắm thì mới không bị tống cổ ra khỏi nhà vì sai lầm này. Giờ thì người chăn cừu buộc phải tìm đến những con cừu lạc và bắt chúng về. Anh ta vỗ vỗ vào đầu con chó chăn cừu đáng tin cậy của mình. Tất nhiên, mỗi người chăn cừu đều có một con chó chăn cừu đáng tin cậy để giúp họ trông nom đàn gia súc của mình an toàn. Suốt nhiều năm ở cạnh anh ta, con chó này chưa từng thất bại. Thật sự rất kỳ lạ khi con chó chăn cừu lại chẳng sủa lên tiếng nào để báo động khi những con cừu lạc bắt đầu lang thang đi đâu đó. Nó trông nom những con cừu này giống như chăm những đứa con nhỏ của mình vậy. Hoặc có thể có thứ gì đó nham hiểm hơn đang quanh quẩn đâu đấy. Có lẽ ai đó đã đánh cắp cừu của anh ta. Cách giải thích duy nhất cho việc những con cừu mất tích mà con chó không hề hay biết, đó là những kẻ trộm đã lẻn vào ban đêm rồi lẩn đi cùng những con cừu. Mấy tên này chắc chắn đủ thông minh để gây ra một vài sự sao nhãng khiến con chó bận rộn. Người chăn cừu nhận thấy rằng hàng rào ở dưới cánh đồng đã bị phá hỏng. Chắc hẳn đây là nơi mà những con cừu mất tích chạy thoát. Anh ta kiểm tra những thanh gỗ bị nứt toác. Rõ ràng không phải là tự nhiên, bởi vì mấy thanh gỗ này vẫn còn chắc chắn lắm và còn lâu mới đến thời điểm mục nát. Chắc chắn có kẻ nào đó hoặc thứ gì đó đã phá nát hỏng cái hàng rào này vào đêm qua. Anh ta phải tóm cổ tên kẻ gian ngoan đã bắt đi những con cừu của mình. Giữa lông mày anh ta tràn đầy sự quyết tâm. Điều này thật tồi tệ. Càng lúc anh ta càng chắc chắn hơn về việc những tên trộm là kẻ đứng sau vụ mất cừu này. Anh ta nhất định phải tìm ra chúng, nhưng cũng phải thật cẩn thận. Những tên trộm thường là những kẻ tuyệt vọng bất cần và chẳng ngại dùng đến bạo lực để giữ gìn thứ lợi lộc phi nghĩa của chúng. Một tia sáng mặt trời phản chiếu vào thứ gì đó sáng bóng mắc trên hàng rào, rơi vào tầm mắt của người chăn cừu. Anh ta nhặt nó lên và kiểm tra kỹ lưỡng. Có vẻ đây là một mảnh vải vụn, có thể là quần áo của tên trộm đã bị mắc vào hàng rào khi hắn ta chạy trốn. Nhất vải bỏng dễ rách này trông không giống bất cứ loại vật liệu nào mà người chăn cừu đã từng gặp trước đây. Trông nó giống như một màu da rắn hơn là một mảnh vụn của áo sơ mi. Nhưng đó là manh mối duy nhất để tìm ra tên trộm, nên anh ta phải làm thôi. Người chăn cừu vung vẩy mỏ vụn trước mũi con chó của mình để nó có thể đánh hơi mùi. Con chó khịt khịt mũi vào mỏ vụn đó rồi lập tức cảnh giác giỏng tai lên. Anh ta ra lệnh lần theo mùi hương và con chó lập tức nghe lời. Nó dí mũi xuống đất và truy lùng. Người chăn cừu đi theo ngay sau nó. Con chó dẫn anh ta ra khỏi cánh đồng và băng qua đường. Anh ta kinh ngạc khi thấy nó đang dẫn đường vào một khu rừng gần đó. Điều này khiến anh ta nuốt nước bọt vì nỗi sợ hãi đột nhiên nổi lên. Anh ta chưa bao giờ vào khu rừng này và thực tế thì gia đình luôn cảnh báo anh ta tránh xa nó ra. Mọi người trong làng đều thích lải nhải đi lải nhải lại mấy tin đồn rằng khu rừng này bị ma ám như thế nào, rằng trong nó chất chứa bao loại quái vật và quỷ dữ đáng sợ ra sao. Tại sao kẻ trộm cừu lại có thể đủ gan cóc để đi vào trong khu rừng đáng nguyền rủa này cơ chứ? Tuy nhiên, trái lại thì điều này cũng hợp lý mà phải không? Tên trộm sẽ cần một hang ổ kín đáo và khó tiếp cận để khỏi phải lo lắng về bất cứ điều gì. Khu rừng này rõ ràng là một nơi ẩn náu an toàn cho hắn. Tuy nhiên, anh ta vẫn không thể tự hỏi. Con chó chăn cừu ngẩng đầu lên và rên rỉ về phía anh. Nó đang muốn anh đi theo nó. Anh ta nung nấu lên quyết tâm và tiếp tục đi. Sợ hãi và căng thẳng khiến những ngón tay của anh ta nắm chặt lấy cây gậy của mình đến độ trắng bệch. Anh ta gần như tin chắc rằng mình có thể sẽ phải chạm trán với một con quái vật ở đây, ngay trong khu rừng này. Và anh ta sẵn sàng tự bảo vệ mình khỏi những điều tồi tệ nhất.
Cuối cùng, con chó của anh ta dẫn anh ta vào một khoảng trống bất ngờ. Người chăn cừu chớp mắt kinh ngạc. Ở giữa hẻm núi lại xuất hiện những thứ giống như phần tàn tích còn sót lại của một ngôi đền cổ. Anh ta không suy nghĩ nhiều về lịch sử của nơi này, về tất cả những người từng sinh sống ở đây từ thời cổ đại và cả những di tích mà họ để lại. Những tàn tích đổ nát này bị bao phủ bởi những dây nho rậm rạp và những cái cột đã quá đỗi mục nát, hẳn sẽ nát vụn ngay khi bị chạm vào. Người chăn cừu tự hỏi, nền văn minh cổ đại nào có thể xây dựng nên tòa thành bị lãng quên này? Và phải chăng họ đã thực hiện những thứ nghi lễ kỳ quái nào ở đây? Nhưng anh ta không có thời gian để tự hỏi về điều đó, bởi vì con chó của anh ta đang đi về phía trước qua lối vòng của ngôi đền cổ và vào bên trong tòa thành. Tất cả những lời đồn từng nghe về khu rừng đáng nguyền rủa này khiến người chăn cừu ngay lập tức muốn quay đầu bỏ chạy. Tuy rằng đi vào có vẻ là một ý tưởng rất tồi tệ, nhưng anh ta không thể trở về nhà mà không có bầy cừu. Ngay sau khi chuẩn bị tự bước mình vào đền thờ, anh ta đột nhiên nghe thấy tiếng sủa lớn, rồi sau đó là tiếng rên rỉ và gầm gừ của con chó. Anh ta lao vào trong và hiện ra trước mắt anh ta là một cảnh tượng kinh hoàng. Thật vậy, có vẻ như gia đình anh ta đã đúng khi nói rằng khu rừng này chứa đầy quái vật, bởi vì con chó của anh ta đã bị dồn vào một góc ngay đây. Sinh vật này trông giống như một con thằn lằn to lớn, quá khổ với lớp da dày, đầy vảy và cái đuôi dài tự như một chiếc roi. Ngay lập tức, người chăn cừu suy đoán rằng những mẩu vụn mà anh ta tìm thấy trước đó không phải từ quần áo của kẻ nào cả. Rõ ràng, không thể nghi ngờ, đó là một mảnh da của sinh vật trước mặt này. Cái đuôi dài đó đặc biệt trông y như một chiếc đuôi rắn vậy, nên cũng không bất ngờ gì nếu nghĩ sinh vật này cũng sẽ lột da như một con rắn. Trong ánh sáng ảm đạm mờ nhạt của ngôi đền, anh ta có thể nhìn thấy những con cừu bị mất tích của mình đứng ở một góc hoàn toàn yên tĩnh và câm lặng. Anh ta khá ngạc nhiên khi thấy chúng vẫn còn sống. Có loài săn mồi nào lại để con mồi của mình sống sót thay vì ăn tươi nuốt sống nó ngay lập tức cơ chứ? Cũng rất kỳ lạ khi những con cừu này lại có thể yên tĩnh đến thế. Hay là chúng đang chết điếng vì sợ hãi rồi? Tuy nhiên, tin tốt là dù sao thì chúng còn sống, và điều đó có nghĩa là anh ta vẫn có thể giải cứu và mang chúng về. Sinh vật này phồng cái diềm quanh cổ của nó khi rít lên, dường như nó hy vọng có thể đe dọa con chó của người chăn cừu. Tuy nhiên, con chó không những không sợ hãi mà còn sủa to hơn nữa. Nó đã dũng cảm bảo vệ đàn cừu của người chăn cừu trong nhiều năm và không bao giờ chùn bước trước bất kỳ cuộc chiến nào, dù là bị một con gấu hoặc một con sói đe dọa. Vì vậy, tất nhiên, nó cũng sẽ chẳng bao giờ lùi bước trước một con thằn lằn. Người chăn cừu cảm thấy lo lắng khi tiếp cận, đơn giản là vì sinh vật này vô cùng kỳ lạ. Nhưng thực sự thì nó cũng chả có gì ghê gớm đến thế. Tiếng rít đó giống như một trò bịp bợm, bởi vì trên thực tế thì nó có thể làm được cái gì chứ? Cắn một miếng. Dù người chăn cừu không phải là chuyên gia gì đó, nhưng anh ta chưa bao giờ nghe nói về một con thằn lằn độc nào cả. Anh ta bước về phía trước để nhìn rõ hơn, và điều này khiến thứ sinh vật kỳ lạ này căng thẳng. Rõ ràng nó đang lo lắng. Nó thậm chí cũng chả to lớn gì lắm. Con chó của anh ta lớn hơn rất nhiều, nên khi chiến đấu thì nó sẽ dễ dàng hạ gục con vật này thôi. Người chăn cừu đã thấy con chó của mình chiến đấu với cả một con chuột lớn hơn con thằn lằn này cơ mà. Sinh vật lại xòe tấm diềm cổ của mình và thậm chí cố gắng rít gào to hơn nữa. Nhưng điều đó chỉ khiến cho người chăn cừu tự tin vào phán đoán của bản thân hơn. Nó chỉ đang cố gắng để trông to lớn hơn kích thước thật của nó nhằm đe dọa mà thôi. Anh ta nhận thấy điều này rồi, nên sự đe dọa đó cũng chẳng hiệu quả nào. Nhưng rồi, trước sự kinh ngạc của anh ta, con chó dừng lại. Con chó và sinh vật lạ đó nhìn nhau chăm chú đến nỗi người chăn cừu nghĩ rằng chúng đã thực sự đang nhìn vào mắt nhau. Chỉ sau khi giữ cái nhìn đó một nhịp thôi, vậy mà con chó đột nhiên đổ gục. Người chăn cừu thét lên vì sợ hãi và hoang mang. Bản năng đầu tiên của anh ta là chạy đến bên con chó của mình để xem nó có bị thương hay không. Nhưng anh ta đã đột nhiên đứng đờ ra đó như bị đóng băng ngay khi bị sinh vật đó quay lại nhìn. Đôi mắt của sinh vật dường như phù phép anh ta và khiến anh ta cảm thấy bị thôi miên, không thể di chuyển hoặc thậm chí suy nghĩ gì nữa cả. Tất cả những suy nghĩ dần dần tan biến và cả thế giới bắt đầu mờ dần. Chẳng có gì khác hiện diện ngoại trừ hai con mắt đỏ ngầu tràn đầy ác ý đó nữa. Người chăn cừu đã hoàn toàn bị tê liệt. Không phải chỉ bởi sự sợ hãi, anh ta nhận ra rằng mình chẳng thể cử động dù chỉ là một sợi cơ bắp. Anh ta chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cảnh con bò sát lạ kia tiến đến gần và đột ngột cắn vào bên sườn lộ ra của con chó đã nằm ngay đơ. Nó đột ngột tấn công như khi một con rắn tiêm nọc độc vào cơ thể con mồi. Người chăn cừu đã từng chắc chắn rằng không có bất kỳ con thằn lằn độc nào trong khu vực này. Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, thì anh ta không dám khẳng định điều đó nữa. Anh ta hy vọng con chó của mình có thể bắt đầu co giật hoặc run rẩy cơ thể nếu bị đầu độc, nhưng nó vẫn hoàn toàn nằm im, không chút phản ứng.
Đột nhiên anh ta gần như mất trí vì quá sốc. Sao có thể? Anh ta nhìn thấy vùng quanh vết cắn bắt đầu đổi màu trở thành màu xám đục. Anh ta càng quan sát kỹ hơn lại càng cảm thấy kinh hoàng hơn, vì những thứ thay đổi không chỉ là màu sắc mà còn hơn thế nữa. Con chó của anh ta đang từ từ hóa đá và cứng dần. Đầu tiên là từ bộ lông, rồi thực sự nó đã biến thành một bức tượng đá ngay trước mắt anh ta. Anh ta không thể di chuyển, nhưng đôi mắt đã chạm vào góc phòng nơi lũ cừu vẫn đứng. Giờ anh ta mới hiểu, thật khó để nghĩ đến điều này từ sớm. Phần bởi vì bóng tối ảm đạm trong ngôi đền, và phần là vì suy nghĩ đó quá mức viển vông để có thể suy xét đến. Nhưng lý do mà những con cừu rất yên tĩnh và câm lặng như vậy là vì chúng đã không còn là cừu nữa, mà chỉ là những bức tượng đá thôi. Bằng cách nào đó mà nọc độc của thứ sinh vật này có sức mạnh để biến mọi thứ tiếp xúc thành đá. Người chân cừu muốn gào thét, muốn la hét, muốn giải thoát và muốn trốn chạy khỏi đây. Nhưng bất lực, nỗi sợ hãi dâng lên trong anh ta khi thấy sinh vật chuyển dịch sự chú ý từ con chó đang hóa đá sang bản thân nó và bắt đầu bò về phía anh ta. Nó rít lên một lần nữa và giơ những cái răng sắc nhọn như mũi kim tiêm ra, đâm ngập chúng vào chân anh ta. Người chân cừu đã cứng đờ đến nỗi không thể hét lên, thậm chí ngay cả khi cảm nhận nỗi đau khủng khiếp khi những chiếc răng đó cắm sâu vào da thịt anh ta. Nhưng cơn đau không dừng lại khi sinh vật nhả răng ra, mà nó lan rộng ra khắp cơ thể, bắt đầu từ vị trí vết cắn. Anh ta có thể cảm nhận cơn đau đó lan từ ống quyển lên cẳng chân, rồi xuyên qua toàn bộ cơ thể. Cơ thể của anh ta đang nhanh chóng cứng lại, anh ta không thở nổi cũng như không cử động được nữa. Nhưng ngay cả khi cơ thể của anh ta đã biến thành một bức tượng, thì anh ta vẫn có thể chứng kiến mọi thứ xung quanh, vẫn cảm nhận được sự hiện diện của sinh vật và vẫn suy nghĩ. Suy nghĩ của anh ta không bị ảnh hưởng gì khác, ngoại trừ việc gần như đã tan vỡ vì sợ hãi. Cái gì sẽ xảy đến tiếp theo? Dù rằng vô cùng hoảng sợ, nhưng tất cả những gì anh ta có thể làm là chờ đợi. Anh ta không chắc là đã đợi bao lâu, vì ở đây thời gian đã không có ý nghĩa gì. Trong sự ảm đạm của ngôi đền cổ này, anh ta không phân biệt được ngày hay đêm nữa. Anh ta tự hỏi liệu ngôi đền này được xây dựng bởi những tín đồ tôn thờ sức mạnh to lớn và khủng khiếp muốn cung phụng con quái vật này, hay những kẻ kinh sợ bởi hy vọng ngôi đền này sẽ giam giữ được nó ở đây. Hoặc giả nó cứ trú ở đây chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, giống như những con rơi sống chui rúc trong một tòa nhà bỏ hoang. Anh ta không có cách nào để biết được. Dấu hiệu duy nhất cho thấy việc thời gian đang trôi đi là sự đến và đi của thứ sinh vật kia. Điều mà ngay cả khi anh ta không thể quay đầu để nhìn thấy chuyển động của nó, thì anh ta vẫn có thể nghe thấy tiếng nó lê chân di chuyển cơ thể của mình và rít lên. Thỉnh thoảng, anh ta nghe thấy thứ âm thanh mà khiến anh ta sợ hãi hơn nữa. Thứ âm thanh tựa như một bức tượng bị đổ vỡ. Và anh ta tự hỏi liệu đó có phải là số phận của mình hay không? Câu hỏi của anh ta đã được giải đáp vào một ngày nọ, khi có vẻ cơn đói đã thúc đẩy sinh vật này đào sâu nguồn dự trữ thức ăn của mình. Đó là những tù nhân bị hóa đá. Sinh vật tiếp cận anh ta, và dù anh ta có thể cảm nhận rằng nó đang gặm nhấm chân của mình bằng cái mỏ to tướng xấu xí của nó, nó đang đục khoét cơ thể của anh ta và càng ngày càng mạnh hơn, cho đến khi đột nhiên phần vỏ đá bị vỡ ra và nó có thể nhâm nhi những thớ thịt chân của anh ta. Lại một lần nữa, nỗi đau không thể tưởng tượng nổi đã dằn vặt anh ta. Nhưng người chân cừu không thể làm gì ngoài việc chờ đợi, ít nhất thì anh ta cho rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc, thầm nhủ rằng thà kết thúc đời mình một cách nhanh chóng dưới hàm răng của con quái vật còn hơn là mắc kẹt trong một khối đá rồi chết trong mòn mỏi. Đó là điều tốt nhất mà anh ấy có thể mong chờ. Người chân cừu đó đã chạm trán với một sinh vật bước ra từ thần thoại thời Trung Cổ. Nó khớp với mô tả về một con quái vật chết người được gọi là Cockatrice hay tử xà Basilisk, nhưng tổ chức SCP gọi nó với tên SCP-1013, một thứ sinh vật nhỏ bé nhưng hiểm ác, sở hữu cái nhìn tê liệt theo đúng nghĩa đen. SCP-1013 là một loài bò sát nhỏ tương tự như thằn lằn, nhưng được phân loại tách biệt hoàn toàn khỏi các động vật khác bởi những điểm riêng biệt then chốt. Nó đã được tìm thấy ở Ai Cập. Đây là một sự trùng hợp thú vị, vì các chuyện ngụ ngôn về thú vật thời Trung Cổ thường coi khu vực đó là quê hương tổ tiên của loài kỳ đà. Tuy nhiên, các đơn vị của tổ chức tin rằng SCP-1013 không phải là động vật xuất hiện một cách tự nhiên, và có thể là sinh vật trải qua thiết kế sinh học, bởi vì không hề có mẫu vật nào khác được tìm thấy trong khu vực này. Trong khi chiều dài cơ thể của SCP-1013 chỉ dài 60cm, thì nó lại sở hữu cái đuôi dài bất thường với kích thước dài gần 121cm. Nó có thể dùng đuôi để đánh lạc hướng con mồi. Nó có một cái diềm rộng quanh cổ có thể mở rộng tùy ý, tương tự như rồng cổ diêm Úc. Dù vậy, theo các nhà nghiên cứu thì đầu của Cockatrice trông khá giống đầu của một con gà trống, chứ không giống bất kỳ loài thằn lằn nào khác được biết đến.
với một cái mỏ có răng cưa và một cái yếm thịt dưới đầu. Mỏ của nó được lấp đầy bởi những chiếc răng dài, sắc nhọn như kim tiêm. Nhưng kỳ lạ hơn về bên ngoài chính là cách săn mồi của nó. Khi nó thăm dò được một con mồi tiềm năng, SCP-1013 sẽ mở rộng diềm cổ với một âm thanh đột ngột, bất ngờ. Tấm diềm cổ được tạo hình để thu hút sự chú ý và khuyến khích nạn nhân nhìn vào mắt của SCP-1013. Tất nhiên là bởi vì đôi mắt chính là nơi thực sự chứa đựng sức mạnh của nó. Loài Kokochik thần thoại được cho là sở hữu thứ sức mạnh có thể biến một người thành đá chỉ với cái nhìn của mình. Tương tự như sức mạnh hóa đá được gán cho nữ quái Medusa trong thần thoại Hy Lạp, và SCP-1013 rất giống với Kokochik, huyền thoại chuyển tên về nó. Bất kỳ ai hoặc bất cứ thứ gì khi tiếp xúc trực tiếp với mắt của SCP-1013 sẽ trải nghiệm cơn đau nhói như ở hầu hết các nhóm cơ chính. Sau đó là sự tê liệt hoàn toàn trong vòng 3 giây và có thể kéo dài đến 8 phút. Hiện chưa hiểu rõ cơ chế SCP-1013 gây hiệu ứng tê liệt. Một khi con mồi của nó đã bị tê liệt, SCP-1013 sẽ cắn nạn nhân bằng hàm răng sắc như kim tiêm của nó, và rồi từ đó bắt đầu quá trình vôi hóa. Nạn nhân sẽ dần dần trở nên ngây đơ và cứng lại, gần như thể họ đang biến thành một bức tượng vậy. Quá trình này sẽ bắt đầu khi vết cắn trở nên nhìn thấy được và dần dần lan rộng toàn bộ cơ thể. Một người trưởng thành sẽ bị vôi hóa hoàn toàn trong vòng 15 phút. Cho đến nay, vẫn chưa tìm được giải pháp ngăn chặn hoặc đảo ngược quá trình này. Quá trình vôi hóa chỉ tác động đến các lớp bên ngoài cơ thể nạn nhân. Lớp vỏ dày này khoảng 3cm, để lại tất cả các cơ quan và mô bên trong nguyên vẹn. Nó cũng không ảnh hưởng đến mắt hoặc màng nhầy. Điều này có nghĩa là các nạn nhân của SCP-1013 vẫn còn sống, nhưng không thể cử động hoặc phản ứng. Điều này thậm chí còn kinh hoàng hơn khi mà sau đó SCP-1013 ăn tươi nuốt sống nạn nhân. SCP-1013 sẽ phá vỡ lớp vỏ cứng bên ngoài bằng mỏ, giống như một con gà con sẽ phá vỡ lớp vỏ trứng để chui ra vậy. Sau đó cắn nuốt các mô mềm được bảo quản bên trong. Nạn nhân sẽ trải qua nỗi đau đớn tột cùng khi sinh vật ăn tươi nuốt sống họ trong bất lực, thậm chí không thể gào thét để bộc lộ nỗi đau đớn tột cùng của mình gánh chịu. SCP-1013 khá phàm ăn, và mỗi lần ăn, nó sẽ tiêu thụ lượng thức ăn gần gấp đôi trọng lượng cơ thể của nó. Nạn nhân thường chết vì mất máu trước khi SCP-1013 hoàn thành bữa ăn. SCP-1013 có hành vi cất trữ lương thực và đã được biết đến, đó là lưu giữ các nạn nhân bị hóa đá để làm nguồn lương thực tiêu thụ sau này. Kokochik săn các loại động vật có vú nên sẽ tấn công gia súc, và đương nhiên việc tấn công con người đối với nó cũng chỉ là trò trẻ con. Trong những thời điểm mà nguồn thức ăn động vật có vú không có sẵn, dường như đường cùng có thể sẽ thúc đẩy SCP-1013 di chuyển sức mạnh tê liệt của mình sang các mục tiêu khác như cá, chim hoặc thậm chí côn trùng, nhưng nó sẽ chỉ làm thế nếu nó sắp chết đói. SCP-1013 là sinh vật lưỡng tính và không giống các loài bò sát sinh sản hữu tính, mà thay vào đó, nó trải qua một quá trình tương tự như phát triển hoặc phân chia tế bào cơ bản. SCP-1013 sẽ tăng cường ăn trước khi sinh sản, điên cuồng nhét thức ăn và phát triển kích thước nhanh chóng. Cuối cùng, nó sẽ phát triển các cấu trúc giống như nang trong cái đuôi dài bất thường của nó. Mỗi cấu trúc chứa một con SCP-1013 vị thành niên. SCP-1013 vị thành niên chỉ nở sau 48 giờ, và SCP-1013 cha mẹ sẽ thường giải phóng con non bên trong con mồi bị vôi hóa, cung cấp nguồn thức ăn sẵn sàng cho con non cho đến khi chúng có thể tự săn mồi. SCP-1013 vị thành niên sẽ tìm kiếm những nơi mát mẻ, tối tăm như hang động hoặc các tòa nhà bị bỏ hoang và bắt đầu quá trình lột da nhanh chóng. Chúng tăng kích thước gấp đôi sau mỗi 6 giờ cho đến khi đạt đến kích thước trưởng thành đầy đủ. Một khi chúng đã đến tuổi trưởng thành, SCP-1013 sẽ tự lên đường và nhanh chóng thiết lập lãnh thổ săn bắn riêng của mình. SCP-1013 cực kỳ hung hăng, nó sẽ tấn công và cố gắng vôi hóa bất cứ ai xâm nhập vào lãnh địa của nó. Điều này khiến việc ngăn chặn trở nên cực kỳ khó khăn, vì khả năng vôi hóa chết người cũng như việc khó ngăn chặn mà SCP-1013 được chỉ định xếp vào lớp đối tượng Heather. Bất kỳ nhân viên nào tiến vào khu vực ngăn chặn đều phải mặc bộ đồ Hazmat, biến thể bọc thép AR-68. Nhân viên ra khỏi khu vực có bộ đồ bị hư hỏng sẽ được gửi trả để cách ly trong 1 giờ. Nhân viên bị tê liệt trong các chu trình làm sạch, cho ăn, xét nghiệm cho SCP-1013 phải được di rời ngay lập tức và gửi trả lại để được chăm sóc y tế trong vòng 5 giờ sau khi phục hồi. SCP-1013 sẽ được cho ăn các động vật có vú nhỏ hàng ngày. Tuy nhiên, bất kỳ động vật vôi hóa nào còn sót lại sẽ được loại bỏ khỏi phòng chứa SCP-1013 và được thiêu hủy vì lý do an toàn. SCP-1013 là một lời cảnh báo đáng sợ rằng tuy không phải thực thể nào có cái nhìn bén nhọn cũng có thể kết thúc cuộc đời bạn, nhưng thực sự chúng hoàn toàn có khả năng, và dù số lượng là tương đối ít nhưng không phải là không hề có. Bây giờ, hãy xem thêm một đoạn phim khác từ hồ sơ của tiến sĩ Bob
như SCP-4666, Gã đàn ông Giáng sinh, một câu chuyện khác về một sinh vật thần thoại có đôi thực tế. Và hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng ký vào bật thông báo để bạn không bỏ lỡ bất cứ một điều bất thường nào khi chúng tôi đi sâu hơn và xa hơn vào các tài liệu lưu trữ tuyệt mật của tổ chức SCP.